Đức An Minh Số đang sắp xếp và setup những bộ dàn từ bình dân cho đến cao cấp, và đây là chuyến xe sẽ về Thanh Hóa, Thái Bình và Ứng Hòa trên một hành trình. Thì trên xe hiện tại anh em đã setup và cho lên cặp SH1800 Pro và những con đẩy liên vang X28. Đây là chuyến xe ngày nay định khá là nhiều đấy ạ. Và giá Tết với nhu cầu vẫn còn tăng cao, anh em vẫn muốn chơi những ngày đầu xuân thì có rất nhiều bác và anh em chọn lựa cho mình những bộ dàn phù hợp. Ok, đó là những đây, đôi là SH1800 này, đẩy X28 này, nó đang chuẩn bị về Thanh Hóa này. Còn những cái kiện hàng khác thì bên em sẽ sắp xếp tiếp tục những bộ mic VK321, những chuyến xe quen thuộc của các bác và anh em luôn là trên những cung đường và hành trình đi các tỉnh thành lắp đặt cho các bác. Anh em có nhu cầu về thiết bị âm thanh karaoke gia đình có thể là về trực tiếp cho Dk Âm Minh Số theo cái số điện thoại ở trên biển quảng cáo. Đấy, Mr. Duy, là đây là những bộ dàn bình dân này, những bộ dàn G2000, model G2000. Còn chuyến xe cũng sẽ chắc chắn là sẽ đầy chuyến xe này ngày hôm nay rồi. Đầu năm nay thì rất là hot về cái mẫu G2000. Hay trong tập tiền. Thế nhưng đôi này giá niêm yết là chúng em đang là 7 triệu. Tuy nhiên Dk được em đang trên rất là lớn, bằng 4.500.000 đồng cơ. Một đôi là rất là rẻ và hay. Anh em ủng hộ rất nhiều cái tầm mà G2000. Ra bên trong Mr. Thanh giới thiệu cho các anh em đấy, trong này SH1800 đôi loa đó, SH1800 thì 35 triệu đồng rồi đó, đôi loa khá là cao, nói chung là phân khúc cao cấp một chút. Anh em nào có điều kiện tài chính trong ngày đầu xuân này có thể sở hữu những bộ dàn cao cấp, còn anh em nào mà tài chính nó chưa cho phép thì có thể là lấy những bộ dàn bình dân cũng được, cũng là hàng chính hãng thì dùng rất là bền và cũng có sự yên tâm về sản phẩm chính hãng, đúng không ạ? Đó, Mr. Duy đang bê quả G2000 đấy ạ. Đó, 4.500.000 đồng một đôi thôi. Đó. Rẻ mà hay. Cũng là bát 30. Là bát 30. Đó, cho không riêng đôi loa G2000 thì sẽ áp dụng cho không gian 40m² trở về, thì công suất đáp ứng cho 40m². Còn SH1800 có thể lên đến 70-80m² cũng được vì công suất rất lớn. Đó, anh em thấy không ạ? Một địa chỉ rất là tin cậy ở thị trường âm thanh Việt Nam và cho anh em những sự lựa chọn phù hợp với tài chính. Mr. Đệ đang bê con súp F1200. Và ra Tết thì với những đôi loa siêu chép thì cũng có rất nhiều các bác và anh em nâng cấp hệ thống âm thanh gia đình. Thì đây là đôi tép ST200 Pro đó. Hiện tại đôi này thì đang có giá là 3 triệu đồng này. Đó, hỗ trợ cho bộ dàn nào mà đang bị thiếu tiếng chép, hoặc là những đôi chép nó hay bị đứt, hay bị chết, thì có thể là thay thế cho những đôi loa chép rời bên ngoài. Chúng ta không phải đi sửa chữa mà nghe nó vẫn là hay, vẫn giữ được form loa, không bị tháo. Để sửa chữa cặp một chuyến xe cũng lại đầy rồi đấy ạ. Ok, sẽ hành trình về xa nhất là Thanh Hóa đấy ạ. Kinh nghiệm xa nhất là Thanh Hóa, đôi SH1800. Ok, thì để anh em sắp xếp lốt những sản phẩm tiếp theo để cho nó gọn, một chuyến xe trên cung đường hành trình đi kết hợp. Mr. Thụy thì đang bê tiếp tục con súp F1200 bản màu đen. Thì súp F1200 hiện tại đang có hai màu, một màu đen và một màu vân gỗ. Thì F1200 sẽ là mẫu súp bát 30 và đang có giá là 3.500.000 đồng. Để tiếp tục cặp G2000 nữa trên một chuyến xe đấy ạ. Hôm nay thời tiết Hà Nội mưa phùn, thời tiết khá là lạnh. Đây, và tiếp tục một súp T9i. Súp T9i là cho anh Thành ở Thái Bình. Đó, sẽ hành trình kết hợp nhé các bác nhé. Thì đầu xuân này bên em sẽ tiện súp T9i. Đây là tiếp tục G2000 nữa này. G2000. Đó, anh em cứ tùy biến xem tài chính mình cho phép mua bộ dàn ở cái phân khúc tầm bao nhiêu tiền, thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn. Tiếp tục lại cặp G2000 nữa này. Hôm nay là 3 cặp G2000. Nói chung là ra Tết thì rất nhiều anh em chơi những dòng bình dân. Hàng chính hãng thì chúng ta cứ yên tâm về một điều quan trọng là chất lượng nó là được đảm bảo cho anh em. Đó, đây sườn xe rồi. Ok, thì hành trình này sẽ là Mr. Thụy và Mr. Đệ sẽ lên cung đường và bắt đầu là đi lần lượt. Ok, chúc Mr. Thụy và Mr. Đệ sẽ có một hành trình an toàn trong những ngày đầu xuân. Ok, cảm ơn các bác và anh em đã tin tưởng ủng hộ Dk Âm Minh Số nhé. Và chúc tất cả các bác và anh em những ngày đầu xuân năm 2024 thật nhiều sức khỏe và may mắn.